full tập ấy thì mình sẽ ra một câu hỏi cho anh em nhận kim cương free nhá. Điều kiện để anh em nhận được kim cương thì anh em phải nhớ trả lời đúng câu hỏi và xem đến cuối clip, không được tua một giây nào nha. Thì đố anh em biết là anh Abu sinh nhật vào ngày bao nhiêu? Đó, cái câu hỏi là cực kỳ đơn giản luôn. À mà anh em xem đến đây thì anh em nhớ bấm cho LTN một nút like nhá, để LTN có động lực ra nhiều cái clip hay hơn nha. À khoan đã, anh em biết gì chưa? Thì hiện tại là shop của LTN đang x3 nạp thẻ nha, và có chương trình là đua top nha anh em ơi. Anh em top 3 kiểu như nạp thẻ thì anh em sẽ nhận được 5k kim cương nha anh em. Quá là uy tín luôn. Thì bây giờ LTN sẽ hướng dẫn anh em kiểu như quay cái vòng quay gầm cầu này làm sao cho ra nhiều kim cương nhất nhá. Thì anh em nên là quay x10 nha anh em ơi. Quay x10 thì tỷ lệ nổ hũ nó sẽ cao hơn nhá. Để anh em nhìn này. Phát đầu tiên, uầy, 200.000 kim cương thôi anh em ạ. Nói gì đi, 90k mà được 200.000 kim cương. Uầy, quá là uy tín luôn. Trước khi biết đến game FIFA thì tôi cũng là một game thủ liên quân đời đầu. Hồi đó chơi liên quân thì tôi cũng đã leo lên mức danh cao thủ, chứng tỏ một điều, tôi chính là một pro laser chính hiệu bên liên quân. Sau 2 năm miệt mài cài liên quân, tôi đã nghiện game và có những lúc tôi nghĩ tôi không thể bỏ được game liên quân. Bất ngờ vào một ngày đẹp trời, khi tôi leo danh thua hẳn một chuỗi, lúc đó tôi rất là tức và muốn xóa game. Thì ngay lúc đó, thằng bạn cùng lớp tôi nó đã ghé sát vào tai tôi và nói: "Ê mày ơi, tao có một game này hay lắm, mày thử tải về chơi xem nó như nào." Lúc đó tôi cũng đang rất là chán bởi vì là tôi dính một chuỗi thua bên liên quân, nên là tôi đã đáp ngay: "Ê, game gì đây? Nói luôn đi để tao tải về." "Gana FIFA." Lúc đó tôi đang rất là tức nên là tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi lên app và tải ngay game FIFA về. Vừa mới tải về thì tôi thấy đồ họa rất là đẹp. Thì cũng như bao game online khác đều phải đăng nhập. Thì sau khi đăng nhập xong, game bắt tôi tạo một cái tên. Lúc đó thì tôi cũng chả suy nghĩ gì nhiều. Tôi đã đặt luôn quả tên là LTL đẹp trai. Bởi vì là tôi đẹp trai nhất FIFA mà anh em. Nhưng mà rất là buồn thay là tôi đã viết thiếu chữ Y, nên nó thành NTL đẹp trai anh em ạ. Cay vai cả trưởng ra. Đấy. Ok, thì sau khi tạo xong cái tên ý, thì tôi đã được đưa vào một phòng đấu anh em ạ. Mà tôi thấy rất là kỳ lạ luôn. Rõ là game bắn súng mà tôi không thấy súng, nên là tôi đã dùng tay đấm. Mà tôi đấm hoài cái ông áo xanh đấy không chết, thế nó mới cay chứ. Đấm một lúc thấy không chết ý, thì tôi không thèm đấm nữa anh em ạ. Thì tôi đã đi tham quan qua cái phòng này, mà tôi thấy chả có ai có súng luôn. Lúc đó tôi cảm thấy rất là kỳ lạ luôn. Tôi thầm nghĩ trong đầu rằng: "Do thằng bạn mình bảo đây là cái game bắn súng mà, sao mình tải về mà không có súng gì nhỉ? Hay là nó lừa mình ta?" Lúc đấy tôi cứ nghĩ là thằng bạn nó lừa tôi, nên là tôi quyết định là ra cho nó một vả. "Ê thằng này, sao mày vả tao? Sao mày bảo đây là game bắn súng mà tao không thấy súng?" "Mày cứ từ từ khoai các dừ, mày chơi một lúc nữa xem nào." Thì cuối cùng tôi cũng đã được lên máy bay. Và mới đầu tôi cứ nghĩ là mỗi người được một chiếc máy bay, nhưng mà không phải. Sau khi thấy mọi người nhảy xuống rất là nhiều và tôi cũng quyết định nhảy xuống. Vừa nhảy xuống máy bay và tôi đã có một điều rất là thắc mắc. Chả hiểu tại sao cái ván nứt như thế này mà nó có thể bay trên không được nhỉ? Và cái địa điểm đầu tiên tôi nhảy xuống đó chính xác là thung lũng. Lúc này thì tôi mới nhận ra cái phòng lúc nãy chỉ là cái phòng chờ thôi. Và đây mới chính là chỗ bắn nhau thực sự. Nhưng mà tôi nhìn qua nhìn lại cũng chả có cây súng nào luôn. Nên là tôi quyết định nhảy vào cái nhà L anh em ạ. Đấy, thì sau này tôi mới biết đây là cái nhà tôi rất là hay nhảy luôn. Sau khi nhảy xuống nhà L ấy, thì tôi mới biết trên này có một cây súng. Và tôi đã nhanh trí nhiệt luôn cây súng đó để đi săn địch anh em ạ. Thì lúc này tôi vẫn nghĩ tôi là một pro laser bắn ra đạn vào người. Sau khi chạy xuống dưới nhà thì tôi đã thấy một con xe màu xanh. Lúc đó tôi rất là bất ngờ và tôi sẽ chạy ra con xe để lái đi. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là thắc mắc, thì không biết là cái lốp xe này bắn nó có xì hơi không. Và tôi đã mở ngắm nên tôi bắn vào lốp xe. Anh em biết rồi đấy, bắn nó không có hề hấn gì luôn. Đó, rất là tốn đạn thôi anh em ạ. Sau khi tôi cảm thấy nó không hề hấn gì nên là tôi đã lên xe và chuẩn bị đi săn địch anh em ạ. Lúc này tôi vẫn nghĩ là con xe này có thể bốc đầu được, nhưng mà tôi lái hoài nó không bốc đầu được luôn. Sau khi lái xe được một hồi thì tôi đã thấy thanh niên đầu tiên, và cái thanh niên này đang nhảy dù xuống. "À, cái thằng danh quan này mày tới số với tao rồi, gặp ai không gặp, gặp ngay LTL đẹp trai thì chỉ có chết thôi. Là có thằng nào nữa không? À, bên này có hai thằng anh em ạ. À, thằng này mày bay dù xuống muộn đê. Mày biết tao là chùm FIFA không?" Xa xa bên đồi cũng có một thanh niên, thì tôi bắn linh tinh tự nhiên nó lại vào đầu. Đó, thì lúc đấy tôi cảm thấy tôi rất là ngầu luôn, ngầu như cái bồn cầu luôn. Thì sau khi giết được 3 thanh niên ấy thì tôi cảm thấy game FIFA này bắn rất là dễ luôn. Và lúc đó tôi có suy nghĩ, sau này chẳng nhẽ mình đi làm game thủ chuyên nghiệp. Thì đang trên đường đi săn, bỗng nhiên tôi gặp một cái cây, thì tôi cũng thử trèo lên cái cây này xem có được không. "Ơ, cái cây ở đây đẹp thế nhỉ? Ơ, sẽ không trèo được nhỉ? Cây gì kỳ vậy, chân tuổi này ai trèo lên? Ủa, thế ra cây làm gì ta?" Thì sau khi bắn nhau một hồi, tôi mất rất là nhiều máu nên là tôi đã đứng quấn máu anh em ạ. Đột nhiên tự nhiên lại có một cái thanh niên đi qua, tôi quyết định là mở ống ngắm lên căn vào đầu nó nha anh em ơi. Phát đầu tiên thì không trúng, nhưng mà phát thứ hai nó đã vô đầu rồi anh em ơi. Bỗng nhiên ngay đằng sau lưng tôi xuất hiện một cái vòng gì đó màu trắng, và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó nên là tôi đã quyết định quay lại và...
cái gì vậy? Sao ra đây máu lại bị tụt như thế này? Thì vào bộ đường nào đây? Úi giời, lúc đấy thì tôi cũng chưa biết là nhìn bản đồ như thế nào anh em ạ. Thì sau khi loay hoay một hồi thì tôi cũng biết chạy vào bộ à. Rồi may quá thì cuối cùng cũng chạy được vô bộ rồi. Nhưng mà lúc đấy tôi rất là ngu, tôi đứng giữa đường quần máu. Quả đấy mà có thanh niên nào bắn 22 ở đây là cụ đi giờ ngọ chân lạnh toát rồi. Rồi đến cuối boa thì cái số kill của tôi đã lên là 27 kill. Thì lúc đấy tôi nghĩ mình là một người rất là bờ rồ, nên là tôi đã không cầm súng tôi bắn nữa. Tôi quyết định là tôi mang cái gậy của mình ra quật. Nhưng mà kỳ lạ, tôi đến gần thì thanh niên này lại chạy rất là nhanh. Tôi thầm nghĩ, sao thằng này nó chạy nhanh thế nhỉ? Hay là nó thấy mình bờ rồ quá nên là nó sợ nó chạy nhỉ? Ê đứng lại, tao không làm gì đâu, đứng lại đi. Lúc đó thì tôi rất là nghĩ mình bờ rồ, nên là tôi quyết định là đuổi theo anh ta bằng được để ăn một kill bằng gậy. Nhưng mà không, mỗi khi tôi đến gần thì anh ta lại chạy rất là nhanh. Lúc đó thì tôi rất là tức, nên là tôi đã quyết định là vác súng ra. À mày chạy đi đâu, ui giời, mày sợ tao đúng không? Chạy làm sao được, chạy làm sao được. Lúc đó tôi lại thầm nghĩ, ơi giời ơi, game FIFA này không có đối thủ rồi, mình là chùm rồi. 28 kill này, thằng cuối cùng đâu ra đây? Hay là thằng này nó cũng trốn rồi nhỉ? Ơi thằng này chạy nhanh thế nhỉ? À kia rồi, ui nó bắn mình, mày bắn ai hả mày? Mày bắn ai, mày chạy ra đây, dạy hộ tao cái. Ui giời sao đứng im, sợ tao đúng không? Và rồi, tôi đã được cái top 1 đầu tiên anh em ạ. Quá là easy game luôn. Sau khi ra sảnh thì level của tôi đã được nâng cấp lên là level 2. Và tôi được nhận một cái bộ đồ cực kỳ đẹp luôn. Lúc đó tôi thấy mình rất là giàu và ngầu, nên là tôi quyết định là ra để xin vào kênh thế giới. Thì cái kênh thế giới này thì tôi được biết qua game Liên Quân anh em ạ. Thì sau khi lên kênh thế giới thì tôi lướt qua thì có rất là nhiều anh em gửi lên trên này luôn. Thì tôi quyết định là tìm một bạn nữ để tôi xin dô anh em ạ. Thì tôi đã tìm một bạn chính là Hương Tạ anh em ơi. Đó thì tôi mới vào thì tôi cũng không biết mở mic ở đâu cả, nên là tôi cứ đứng im thôi, tôi nói một mình thôi. Alo bạn ơi, bạn nữ xinh đẹp ơi, vào game đi, kết bạn với mình đi. Nhưng mà nói một hồi thì không thấy bạn ấy trả lời. Tôi rất là buồn thôi anh em ạ. Mà không hiểu tại sao một lúc sau thì tôi bị kích ra khỏi phòng. Cay thật sự luôn. Thì tôi vẫn chưa hiểu vì sao, nên là tôi quyết định là xin vào một nhóm khác nha anh em ơi. Mà tôi thấy tôi rõ là giàu và đẹp trai mà chả hiểu tại sao bạn nữ lại kích tôi ra, nên là tôi quyết định là xin vào một nhóm của bạn nữ khác nha anh em ơi. Đó thì lần này tôi đã thấy cái mic và tôi đã quyết định là mở mic lên nha anh em. Hello bạn nữ đáng yêu, bạn có người yêu chưa? Làm người yêu mình nha. Thấy mình giàu chưa, đẹp trai nữa. Thì sau khi mình nói xong câu đấy, chả hiểu tại sao bạn ấy không nói không rằng gì, bạn ấy cười mình anh em ạ. Bạn ấy hình như là bạn ấy bật cái hành động bạn ấy khinh thường mình thế nào ấy. Do mình thấy mình cũng đẹp trai và giàu nữa. Và cuối cùng là bạn ấy chốt luôn một câu rất là đau lòng luôn. Cái loại con bot như mày chó nó yêu. Và mình lại bị kích ra khỏi phòng anh em ạ. Cay quá. Sau này tôi đã biết một nơi rất là thích thú và phù hợp với tôi, đó chính xác là huấn luyện. Và tôi đã vào đây để tán gái. Nhưng vì tôi xấu trai quá nên không ai yêu. Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng tôi cũng kết bạn được với một bạn nữ xinh đẹp. Trước mắt tôi là một bạn nữ giàu có với ngoại hình ưa nhìn, nên là có rất là nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi thấy như vậy nên là tôi rất ngại làm quen. Nhưng với một thế lực huyền bí nào đó đã khiến tôi dám nhắn tin. Sau một hồi chờ đợi khá là lâu, khoảng chừng 3 phút, tưởng chừng bạn đấy không dép và bỏ đi. Nhưng cuối cùng bạn đấy đã đồng ý cho tôi làm quen. Trận đầu tiên tôi chơi với bạn nữ đó, tôi đã cảm thấy mình rất là may mắn khi được chơi cùng một bạn nữ rất xinh đẹp và giàu có. Tôi đã đi theo bạn đấy suốt cả một trận game. Bạn nữ đó có một chất giọng rất là ngọt ngào khiến tôi mê mẩn từ đầu đến cuối. Mọi người ơi mở mic lên. Chất giọng của bạn nữ đấy khiến bao người mê mẩn, trong đó có cả tôi. Nhưng mà lúc đó tôi rất ngại và không dám mở mic. Lúc đó tôi mới chơi game nên tôi bắn rất là gà, mỗi lần ra đạn là đều gục. May là có bạn nữ đó gánh team. Bạn đấy cân 2, cân 3 rồi cân 4. Lúc đấy tôi rất là ngưỡng mộ và dường như tôi đã có tình cảm với bạn nữ đó. Nhưng mà tôi không dám nói ra. Nhưng lại với một thế lực kỳ bí nào đó, ngay sau trận game đó, tôi đã quyết định thổ lộ tình cảm. Mới đầu tôi rất là nưỡng nự, nhưng sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì cuối cùng tôi cũng đã dám mở mic lên và thổ lộ tình cảm. Bối ơi, mình quen nhau cũng đã được 2 trận game. Anh đã có tình cảm với em rồi, em bắn rất là hay, em cũng rất là giàu và xinh đẹp. Em có thể làm người yêu anh được không? Sau một hồi cả hai im lặng khá là lâu, tôi tưởng rằng bạn nữ đã đồng ý. Nhưng mà không, bạn ấy đã thốt lên một câu khiến tôi rất đau lòng. Anh nghĩ gì vậy? Anh bắn gà như vậy mà đòi làm níu tôi á? Anh không có cửa đâu. Ít nhất ấy là anh cũng phải solo thắng tôi thì mới có cửa nha. Không thì còn đừng có mà mơ. Sau khi nghe xong câu nói đó, trái tim tôi như muốn vỡ ra. Lúc đó tôi cũng chả biết làm gì ngoài từ im lặng. Tôi cảm giác như là mình khá là tệ và thầm nghĩ trong đầu rằng ơi, tại sao mình lại có thể bắn gà như vậy? Cuối cùng tôi đã quyết định tập luyện để bắn hay hơn. Ngay sau khi nghe xong câu nói đó, tôi đã khóc và thoát ra vô huấn luyện để cố gắng tập luyện để cho kỹ năng cao hơn. Tôi chỉ cố gắng với một điều kiện duy nhất là từng ngày bắn để làm sao có thể solo được thắng bạn nữ đó và làm được người yêu bạn nữ đó.
Sau 24 tháng kiên trì bắn cả ngày lẫn đêm thì cuối cùng kỹ năng của tôi cũng đã được cải thiện rất là nhiều. Lúc đó kỹ năng của tôi là đã biết kéo tâm, nhưng mà tôi vẫn chưa hài lòng với kỹ năng của mình nên là tôi vẫn cố gắng tập luyện. Sau đó tôi đã mua khẩu M1014 để tập bắn one shot. Tôi muốn kỹ năng của mình cải thiện hơn nữa, một là để thắng bạn nữ đó, hai là để thắng các đối thủ khác, bởi vì bạn nữ đó rất là xinh đẹp và tài giỏi nên có rất là nhiều đối thủ muốn cạnh tranh với tôi, nên là tôi đã cố gắng miệt mài từng ngày để ra đạn vào đầu. Nhưng mà bắn hoài thì nó vẫn không vào đầu. Cái gì vậy? Mình bắn 3 tháng nay mà sao nó không vào đầu như nào? Cay đấy nhỉ? Bắn là toàn trượt lên đầu, không cả trúng người như này, làm sao solo thắng được? Ôi, thả đầu một viên rồi kìa. Quá tuyệt vời luôn, cố gắng lên. Rồi, ui giời, lại không vào đầu, cay thế nhỉ? Ôi, lại vào đầu rồi, quá tuyệt vời luôn. Nào, mang cái đầu ra đây, lại vào người kìa. Mang cái đầu, ui, lại vào đầu kìa. Nào, thoát ra đây, headshot luôn. Ui, vào đầu kìa, headshot, quá tuyệt vời. Sau 3 tháng tập luyện thì kỹ năng one shot của tôi đã lên đến trình thượng thừa, ra đạn nó là vô đầu anh em ạ, quá là đẳng cấp luôn. Lúc đó tôi lại quyết định học tập thêm cái kỹ năng keo ngồi, và cuối cùng kỹ năng keo ngồi của tôi cũng đã được thành thạo. Cuối cùng thì tôi cũng đã tự tin về cái kỹ năng của mình nên quyết định là tạo một trận solo để solo với bạn nữ đó, mong làm sao cái trận này thắng để mình sẽ được làm người yêu bạn nữ đó. Nên anh em thấy hay thì anh em nhớ bấm cho mình một like nhá. Ok, thì bây giờ LTN sẽ lên để solo với bạn nữ đó nha anh em ơi. Đấy, sau một hồi luyện tập thì trình độ của mình ra đạn vào đầu luôn. Ơi cái gì vậy? Thôi chết rồi anh em ơi, quả này hơi toang rồi anh em ạ. Không biết là liệu có thắng được bạn nữ này không để làm người yêu anh em ơi. Bây giờ mình sẽ cố gắng bắn nhá. Đấy thì anh em xem, anh em đừng xem chùa, anh em bấm like đi xem nào. Trận này mình này cái trận kiểu như cực kỳ quan trọng anh em ạ. Thua cái là không có người yêu đâu. Đấy, trình độ của mình bây giờ ra đạn là nó cũng gọi là vào đầu anh em ạ. Nào, thoa cái đầu ra đây. Nào, to cái đầu ra đây. Ui giời, mù mắt quá. Bình tĩnh anh em ạ, bình tĩnh. Quả này phải hết sức bình tĩnh anh em ạ. Đây, cơ hội đây rồi. Kéo tâm luôn, rơi, ôi giời, 1-0 anh em ơi, hay là uy tín anh em ơi, hay là easy luôn, cố gắng lên, anh em ủng hộ mình, anh em bấm like cho mình đi nào, bấm like chưa, đừng xem chùa nhá, mà anh em nhớ đăng ký kênh để giúp LTN sớm đuổi được anh Đức Mõm nha, đó, đối thủ truyền kiếp của mình anh em ạ, rồi, ra đây, xinh đẹp cũng là một cái tội, xinh đẹp quá để anh yêu đúng không, nào ra đây, ui, chạy nhanh thế nhỉ, à, định trốn sao đây, ui, cái gì vậy, sao bắn phun đầu nó như nào anh em, ui, toang rồi anh em ạ, quả là mình phải cố gắng bắn tập trung hết sức nhá. Ok, sau 3 tháng luyện one shot đi thì trận này LTN sẽ cầm M1887 để bắn nha anh em ơi. Mong là ra đạn vào đầu anh em ạ, để chiến thắng bạn nữ đó nha. Thì anh em xem thì anh em nhớ phải xem đến cuối clip nha, đừng có tua nha, để LTN có tiền ăn mì tôm nha. Đấy, để có động lực làm những cái video hay hơn nha. Đặc biệt là ra đại ca học đường tập 4 anh em ạ. Đấy, anh em rất là hóng đúng không? Nhưng mà LTN phải làm hết mấy cái series này đã anh em ơi. Bởi vì đại ca học đường tập 4 ý, thì kiểu như là làm nó rất là lâu thôi anh em ạ. Nên là anh em xem thì anh em mong anh em bật chuông thông báo và bấm like đi. Anh em xem chùa nó tên nữa cũng chả có động lực làm thì bởi vì không có view. Không có view thì không có tiền ăn mì tôm anh em ạ. Đó, buồn thế. Ê chà, bạn nữ này đúng là đặt keo nhanh thật sự thôi anh em ạ. Ui, bắn đau thế. Nhưng mà nào, ra đây, mang cái đầu ra đây. Nào, ai xem ai mạnh hơn. Ui giời, định núp keo hả? Chuẩn bị làm người yêu anh đi, chạy em sao được. Giờ anh bắn đã quá hay rồi. Khả năng anh chuẩn bị đi làm game thủ chuyên nghiệp đến nơi rồi. Hết, giọt nó này. Ui giời, hơi mù mắt, từ từ đã. Nào, thò ra đây, thò ra đây. Ui, xong rồi, tí thì chết anh em ạ. Ê, còn một máu anh em ơi, còn một máu rồi. Ê, mình sẽ one shot nhá. Hết, giọt nó này. Hình như mình kéo tâm thôi anh em ạ, không phải one shot nữa rồi. Ok, tỷ số đã là 3-2 rồi nha anh em ơi. Sắp chiến thắng rồi, còn một trận cuối cùng thôi. Ok, trận này mình tiếp tục cầm M1887 để đi one shot nha. Mong là giành chiến thắng để mình tỏ tình làm người yêu luôn nha. Úi sợ ơi, sắp có người yêu rồi anh em ơi. Ế, khoảng 1 năm rồi bây giờ mình có người yêu này. Nào, ra đây. Mang cái đầu ra đây, ui chạy nhanh thế. Chạy nhanh thế. Ui, nhá cả được đạn nha anh em. Đây bạn nữ này đúng là bờ đồ laser anh em ạ. Ui, một viên vào đầu rồi. Bây giờ mình sẽ dí luôn nha anh em ơi. Thôi ra, to ra. Ui, hết sọt anh em ạ. Quá là đơn giản luôn. Sau trận thắng đó, tôi đã ngay lập tức thoát ra và mời bạn nữ vào để tỏ tình. Cứ tưởng rằng tôi đã có người yêu sau 4 tháng chờ đợi và luyện tập mệt mài, nhưng mà không. Em ơi, thấy trình độ bắn của anh chưa? Quá là kinh luôn đúng không? Ra đạn nó vào đầu. Anh luyện tập 4 tháng trời luôn đây. Thì bây giờ làm người yêu anh nhé. Anh nghĩ gì vậy? Anh bắn hay thì bắn hay thật đấy. Nhưng mà nhìn anh bây giờ nghèo rớt mùng tơi ra thì làm sao nó được cho tôi trời. Sao rõ 4 tháng trước em bảo là chỉ cần bắn hay và solo thắng em thì anh được làm người yêu em à? Sao bây giờ em lại đổi ý nhanh vậy? Lúc đấy tôi chỉ nói trêu anh thôi. Còn anh nghèo như này tôi suy nghĩ lại rồi. Anh có mấy hành động như tôi không? Ska, XM8 các kiểu đây này. Anh mà có thì tôi mới yêu nhá. Còn không nghèo như anh thì chả ai mà thèm yêu đâu. Còn bây giờ thì bye bye. Và đây chính là cú lừa đầu tiên trong cuộc đời chơi FIFA của tôi. Tôi cảm thấy rất là buồn.
sau lần tỏ tình đó, tôi dường như là không tin vào tình yêu nữa và tôi tự hứa với lòng mình là làm sao phải thật giàu có để bọn nó không khinh thường mình nữa. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, bởi vì tôi rất là nghèo, cũng chả có kim cương để lạp vô. Tôi cũng chỉ biết đi nhặt những cái số kim cương ít ỏi và free từ những cái bạn chơi cùng tôi ném ra mà thôi. Có những lần đi ăn đuổi, tôi chơi cả chục trận mà chả nhận được một viên kim cương nào. Lúc đó tôi chỉ muốn òa ra và khóc thôi. Sau một vài tháng tích góp thì cuối cùng tôi cũng có một bộ đồ tôi tự tay mua đầu tiên. Đối với mọi người thì cái bộ đồ tôi đang mặc trên người không có giá trị, nhưng đối với tôi nó là cả một thành quả to lớn sau những nỗ lực không miệt mài cố gắng của tôi. Nên là tôi đã quyết định là sau khi mua xong bộ này tôi đem đi khoe. Đầu tiên mới vào trận đấu thì tôi chưa đi bắn nhau vội. Lúc đó tôi đang ngắm qua trang phục của mình thêm một lần nữa. Tôi cảm thấy mình rất là đẹp trai nên là tôi đã quyết định là đi bắn nhau luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ ra đạn nó là vào người anh em ạ. Đấy, tôi định giết xong cái thằng này để tôi khoe, nhưng mà tôi bắn gà quá nên là tôi đã chết. Không khoe được anh em ạ, cay thật sự luôn. Thì sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã nhớ lại những cái lúc tôi tập luyện bắn oan suất như thế nào. Và hôm nay tôi sẽ quyết định là thực hiện lại. Đâu rồi, ra đây, mày ra đây, tao bắn lại oan suất cho mày xem này. Hét xong cái này. Và cuối cùng tôi bắn đã vô đầu. Lúc đó tôi rất là vui, tôi đã khoe cái trang phục của tôi. Nhưng mà lúc đó trong đầu tôi lại nảy ra một suy nghĩ. Ơ mà mình khoe cái thằng địch này mình được cái gì nhỉ? Mà lại mấy tháng nay mình toàn chơi một mình như cái thằng tự kỷ. Hay là bây giờ mình thoát ra mình kiếm một thằng bạn mình chơi chung hai thằng bốc phét có vẻ vui không? Ừ hay thế mà mình không nghĩ ra. Lúc đó tôi không khoe đồ nữa và tôi đã thoát ra. Sau trận đó tôi quyết định là đi ghép ngẫu nhiên. Và cuối cùng tôi cũng đã bắt gặp được một thằng bạn. Mới đầu tôi nghĩ thanh niên này thấy tôi bắn gà nên là không thèm đứng lên ngồi xuống với tôi. Nên là tôi đã quyết định là thể hiện cái trình độ cân 2 cân 3 của tôi. Lúc đó tôi bắn cứ ra đạn là có mạng. Thì cuối cùng ông đấy cũng ra cho tôi và quyết định là đứng lên ngồi xuống cùng tôi. Sau giao đầu tiên thì cả hai đều ngại ngùng không dám làm quen. Thì đến giao thứ hai tôi đã chủ động mở mic lên và nói chuyện. Alo alo ông ơi. Alo. Alo alo. Hello ông nha. Hello. Ui từ từ. Ơi ông nghe tôi bắn hay không? Được nhưng mà như ông KF của tôi. Không phải tôi KF đâu. Thì ông chơi game lâu chưa? Tôi chơi lâu rồi. Tôi mới chơi một thời gian. Ơi hai bên. Ghê không? Ờ hai quá hay. Trời ơi. Ông sinh năm bao nhiêu? Tôi mới 2K5 à. Ừ. Tôi với ông cũng bằng tuổi, tôi cũng 2K5. Trời ơi, nhưng mà ông bắn hay thật đấy. Mà ông có đồ đẹp hay tôi xem nào, đứng lại tôi xem nào. Đây này. Trời ơi. Lần đầu tiên đây là lần đầu tiên tôi chơi game không ạ? Lần đầu tiên tôi tem 2 và tôi ghép được một cái ông. Lúc đấy bọn tôi làm quen với nhau xong và nói chuyện rất là rôm rả. Ông nhìn tôi bắn này. Tôi mới chơi, tôi không có sở hữu súng nhưng tôi bắn cũng tạm được ấy, bởi vì tôi cũng luyện tập một thời gian khá dài. Ê. Sao bắn hay quá nhỉ? Từ từ bình tĩnh không ơi. Giết luôn. Ok từ từ. Chuyện sau kết đạn chi tiếp nha ông ơi. Ok mà ông bắn ngu quá. Ôi trời, ông khinh thường tôi được đấy. Sau trận đấu đó thì chúng tôi trở lên thân thiết hơn và cuối cùng cũng đã gửi lời mời kết bạn cho nhau. Ông ơi chấp nhận lời mời kết bạn của tôi đi. Và sau đó mỗi lúc rảnh thì chúng tôi lại rủ nhau chơi game. Có những hôm chúng tôi còn chơi thâu đêm suốt sáng, không biết đâu là mệt mỏi. Ê Hùng ơi, ở đây có địch này, đã bắn một viên vào đầu rồi. Từ để tao giết thằng này đã xong tao ra cứu. Hết, sọc nó này, ơi chết kìa. Ê Hùng ơi, bọn này đâu hết rồi nhỉ? Hay nó sợ tao nhỉ mày? Ừ thằng bắn đít tao kìa. Mày bắn đít tao mày. Hét sọc nữa rồi. Ừ còn một thằng nữa rồi. Ừ hay quá. Mày bắn hay thế. Mày chơi với tao lâu vậy rồi mày không biết tao bắn hay thì còn ai bắn hay ở đây nữa. Ui thằng Hùng này mày gà quá. Mày nhìn tao này. Mày nhìn tao cân đôi cho mày xem này. Mày nhìn nhá, tao chỉ làm một lần duy nhất đấy. Rồi một thằng kia ra đây. Hét sọc nữa này. Mày thấy tao bắn kinh chưa? Quả này kiểu gì tao chẳng phải đi bắn giải thôi, chứ bắn này tao bắn ai chịu nổi. Ờ đây có địch này, ra đây. Từ đợi tao ra. Mà thôi đợi mày ra chắc hết thanh xuân để tao xử lý cho nó nhanh. Nào, hét sọc nó này. Ui con này bắn ai đây? Ờ cố lên. Mày có bắn được không để tao ra tao trợ giúp này. À đây rồi tao thấy rồi. Hét sọc nó này. Ui ơi, thằng KS của tao. Và đây là cái boy da thứ N của bọn tôi, bởi vì bọn tôi chơi cùng nhau rất là nhiều rồi nên là rất là hiểu ý nhau luôn. Sau hơn một năm chơi cùng nhau thì thằng bạn của tôi đã có một đề xuất tôi cảm thấy rất là thú vị. À NTN ơi, tao nghĩ hai đứa mình chơi với nhau lâu ấy nên là chán quá, kiếm thêm hai thanh niên chơi cùng cho vui mày ạ. Ok, ý tưởng của mày cũng hay đấy. Hơn một năm chơi cùng nhau rồi thì bây giờ anh em mình kiếm thêm hai thằng nữa đi, chơi thêm 4 cho vui. Được rồi, bây giờ tao sẽ đi ghép ngẫu nhiên tử chiến nha. Ok. Lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi bật tem 4 lên và chơi chế độ tử chiến để ghép được thêm những người bạn mới. Tại cái trận đầu tiên chúng tôi ghép ngẫu nhiên thì chúng tôi đã gặp được hai cái thanh niên cũng khá là thân thiện. Đó thì chúng tôi cũng đứng lên ngồi xuống thì nó cũng cắm cờ để chào hỏi rất là ok luôn.
Và ngay sau cái trận đấu đó thì chúng tôi cũng làm quen kết bạn với nhau, nói chuyện rất là vui vẻ luôn. Cũng chẳng khác gì thằng bạn đầu tiên của tôi. Chúng tôi sau này cũng chơi những cái trận game thâu đêm suốt sáng và leo lên những cái mức danh cực kỳ là cao, ví dụ như huyền thoại. Mic đâu hết rồi anh em, nó bắn tao rồi. Ở bên thính, ở bên thính. Bình tĩnh ơi, bình tĩnh ơi. Trận này lên huyền thoại đấy, cố lên. Trận này huyền thoại đấy. Anh em mình chơi cùng nhau 3 tháng rồi. Kìa, bên kia, bên kia, bên kia, bên kia. Ui, đau thế. Húng ơi, cứu tao, Húng ơi. Hay quá. Mày thấy không? Mày thấy tao bắn được. Được, mày bắn được đấy. Sợ ơi, không hổ danh là thằng đệ của tao. Mày cứ tao đệ mày, tao bắn mày mà. Ừ, ok, cố lên, cố lên. Tao lại cho cái dép vào đầu. Đêm nay thức nha, nhớ phải thức đấy, phải chơi đấy. Mai nghỉ học rồi. Mai tao trốn tiết cuối. À, thằng này được. Cố lên, con thằng quế thôi, hay quá. Đúng là ê, mai, đệ của tao. Mai anh em mình leo danh không? Mai anh em mình leo danh không? Mai ok, mai leo, mai leo, ok, ok, ok. Thì sau những năm tháng ngủ ngày cái đêm, hay còn được gọi cách khác là chơi game cùng với những người bạn rất là tuyệt vời của tôi, thì tôi đã phải nghỉ game một thời gian bởi vì một lý do rất là đặc biệt, đó chính là kỳ thi đại học sắp tới. Tôi phải nghỉ game để tập trung ôn thi. Ê chúng mày ơi, chắc là tao sắp phải nghỉ game rồi, sắp tới tao phải thi đại học rồi, anh em cứ chơi vui vẻ đi nha. Ờ, ông nghỉ game thật à? Chán thế, thi xong nhớ quay lại comeback anh em đợi nhá. Ok anh em nhớ đợi tôi nha, tôi sẽ sớm quay trở lại thôi. Ok, cứ tập trung thi cử đi, bọn tôi đợi. Và sau lời tạm biệt hôm đấy thì tôi đã nghỉ game và tập trung vào ôn thi. Sau 3 tháng ôn thi và thi thì cuối cùng tôi cũng đã kết thúc kỳ thi trung học phổ thông. Lúc đó thì tôi đã sẵn sàng quay trở lại game và chơi với những người bạn tuyệt vời của tôi năm xưa. Alo alo, tao đã quay trở lại rồi đây. Ui giời, mày mới đổi tên à? Ờ, tao mới đổi tên. Theo mày thi xong rồi à? Kết quả tốt chứ? Ờ, tao mới thi xong hôm qua, làm gì đã có kết quả, nhưng mà tao làm bài khá là ok đấy. Ờ, thế hai thằng bạn nữa đâu? Sao có mỗi mình mày như này? Bình thường chúng nó bảo đợi tao về chơi game mà hôm nay chả thấy mời gì là sao nhỉ? À, bọn nó chắc nghỉ game rồi, còn mỗi tao. Ờ, thế chúng nó bảo là đợi tao về chơi game mà bây giờ chúng đã nghỉ hết rồi, buồn thế. Thế mày chơi một trận không? Có chứ, hôm nay tao vào game chỉ để chơi game thôi mà, mày vào đi. Ok vô nè. Tôi cứ nghĩ rằng hai người bạn kia sẽ đợi tôi quay trở lại game và chơi cùng tôi. Nhưng mà sau cùng, lời hứa chỉ là lời hứa mà thôi. Bây giờ tôi chỉ còn một người bạn duy nhất. Nhưng mà người bạn này thì cũng làm tôi rất là thất vọng. Alo alo, đây có địch này, tao bắn sắp chết rồi. Ui cái gì vậy? Ờ, NTN sao mày bắn gà thế? Thì 3 tháng vừa xong ôn thi với cả thi, tao làm sao chơi được game. Bây giờ tao quay trở lại, tất nhiên tao phải bắn gà rồi chứ. Một thời gian nữa thì tao khắc gánh team, mày yên tâm, không phải no đâu. Bắn gà quá, ai gánh nổi mày? Thì mày cứ ra cứu tao đi đã. Ui giời ơi, bạn bè nhau lại không cứu được nhau. Đấy, theo mày tuyệt vời không? Mày bắn gà thế thì mày xóa game đi, ai mà gánh nổi. Đấy, mày nhìn tao gánh team này, ui, gì vậy? Thôi, chơi xong trận mày xóa game đi. Gà quá, trận sau tao không chơi với mày đâu. Ơ, mày đùa tao à? Bắn thế mà mày cũng không chơi với tao á? Sau trận đấu đó, tôi cứ nghĩ là thằng bạn của tôi nói đùa, nhưng mà không, nó đã xóa kết bạn của tôi và nói với tôi những lời rất là thậm tệ. Lúc đó, tôi rất là suy sụp tinh thần và không còn tin vào ai nữa. Tôi đã quyết định là thay đổi bản thân bắt đầu từ ngày đấy. Lúc đó, tôi không muốn bất kỳ ai phải khinh thường tôi về một mặt nào nữa, nên là tôi đã quyết định là lạp tiền vào game. Sau đó, tôi sẽ tự lập một team để rèn luyện kỹ năng. Sau hai lần bị khinh thường thì tôi không còn tin vào huấn luyện với cả ghép ngẫu nhiên nữa, nên là tôi đã quyết định là gửi lời mời lên kênh thế giới để kiếm bạn bè. Sau một thời gian chờ đợi thì cũng đã có 4 bạn đầu tiên vào. Thì 4 bạn này rất là thân thiện, nói chuyện cũng rất là hòa đồng và vui vẻ, nên là tôi đã quyết định là kết bạn với 4 bạn này. Và sau khi kết bạn xong thì tôi không muốn tôi trở thành một phiên bản cũ, nên là tôi đã quyết định là rủ 4 bạn này đi solo luôn. 4 bọn tôi đã tạo thành một cái team và quyết định là đi kiếm những cái trận solo để nâng cấp thêm kỹ năng. Với những cái trận đầu tiên chúng tôi chơi thì chúng tôi bắn rất là gà, nhưng mà sau một thời gian luyện tập thì chúng tôi đã trở lên bờ đồ. Chúng tôi có kỹ năng rất là đồng đều và thắng liên tiếp những cái trận solo 4 giao. Nhưng mà sau một thời gian ngắn, chúng tôi vào đấu trường 7 giao thì chúng tôi đã nhận ra một cái điểm yếu cực kỳ là to lớn. Đó chính xác là không có người thủ lĩnh, bởi vì kỹ năng của chúng tôi ngang nhau, nên là mỗi khi solo thì team địch rất dễ là bắt bài. Ui cái gì vậy, nó ở đây này anh em ơi, cố lên, phải trưởng thật đấy. Ui dồi ôi, các bạn bắn hay thế, anh em mình phải cố gắng lên luyện tập thật nhiều vào. Và sau một thời gian luyện tập mệt mài thì tôi đã quyết định là cùng team quay trở lại đấu trường khắc nghiệt nhất, đó chính là đấu trường 7 giao. Lúc đó tôi là một vị trí rất là quan trọng, bắn ra đạn vào đầu. Một vị trí không thể nào thiếu trong team, đó là một người thủ lĩnh. Một người thủ lĩnh giỏi là một người thủ lĩnh có thể cân 3, cân 4 được và giúp team giành được chiến thắng. Alo alo, chỉ còn một thằng nữa thôi, hình như là AFK anh em ạ, để anh diễn rốt này. À mày đứng kia mày, ư giời hét giọt luôn, qua đã kêu. NTN tuyệt vời quá. Chú khen thừa, anh là LTL mà nị.
bài học rút ra ở đây nè, nếu anh em muốn trở thành một người thủ lĩnh trong team thì anh em không nên phụ thuộc vào ai cả. Anh em phải cố gắng luyện tập để kỹ năng của anh em cao nhất team, có thể gánh được team thì lúc đó anh em sẽ tự khắc trở thành một người thủ lĩnh mà thôi. Sau này tôi đã cảm thấy kỹ năng của mình đã được hoàn thiện nên là tôi đã quyết định là tạo một cái quân đoàn để chuẩn bị cho một cái giải đấu cực kỳ là kinh khủng sắp tới, đó là đại chiến quân đoàn. Quân đoàn này tôi lập ra không nhằm mục đích là tuyển những người có kỹ năng cao mà là tuyển những người hòa đồng vui vẻ, đặc biệt là phải tôn trọng tôi. Nhưng mà đại chiến quân đoàn chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra nên là tôi đã quyết định là chuẩn bị cho mình một cái team mạnh nhất để chuẩn bị thi đấu. Mục đích duy nhất của tôi là đánh bại tất cả những quân đoàn lớn và nổi tiếng để mang chiếc cúp vàng danh giá về. Alo alo, anh em sẵn sàng chưa? Chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên này. Bọn em đã sẵn sàng rồi. Hay quá, mục tiêu của anh em mình là phải lấy được cái cúp vàng nha. Dạ. Trận đại chiến quân đoàn đầu tiên của bọn tôi đã diễn ra với một quân đoàn cực kỳ là lớn, đó là quân đoàn IIS. Trận đầu tiên này team tôi đã nhập cuộc khá là chủ động với lợi thế là 1-0 và team tôi bắn rất là hay, tôi không ăn được một kill nào luôn. À no no, anh em bắn từ từ thôi, thằng này để anh em bắn này ai mà ăn nổi kill, anh vẫn chưa được kill nào này, em KS nữa. Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Cuối cùng thì tôi vẫn là đầu tàu để đưa team tôi tới trận chung kết. Anh em bình tĩnh thôi, anh giết hai thằng rồi, còn một thằng cuối cùng thôi. Anh em từ từ nhá, thằng này để anh. Cho tao 7-0 luôn, hay quá hay quá. Đây là cái Boya đầu tiên trong giải đấu của bọn tôi với tỷ số là 7-0 thì vẫn còn 12 lượt trận nữa. Mong là tôi cùng team sẽ vượt qua tất cả những lượt trận đó để đi vào vòng chung kết. Cuối cùng thì ước mơ cũng trở thành hiện thực và bọn tôi đã vào được chung kết và phải đấu với một team cực kỳ là mạnh, đó chính xác là team của anh Abu TV. Trận đấu ngày hôm nay thì bọn tôi có quyết tâm chiến thắng rất là lớn. Một, bởi vì đây là trận chung kết, nếu mà chiến thắng thì bọn tôi sẽ nhận được một chiếc cúp vàng danh giá. Hai, anh Abu là một người tôi rất là hâm mộ bởi vì anh đấy có kỹ năng khá là cao. Tôi chỉ muốn solo và chiến thắng quân đoàn anh đấy dù chỉ một lần. Trận đấu chung kết này bọn tôi rất là may mắn bởi vì anh Abu gặp một vài trục trặc nên không thể chơi được và anh ấy đã là người quan sát. Nhưng mà không vì thế mà tôi có thể quay thường quân đoàn anh Abu được, bởi vì quân đoàn anh Abu bắn rất là hay nên mới vào được trận chung kết để solo với bọn tôi. Vì tôi phải solo với một quân đoàn cực kỳ là lớn và nổi tiếng nên mới đầu tôi rất là run tay, không thể nào bắn được và tôi đã gục ngay từ phút đầu tiên. Alo alo, anh em ơi cứu anh. Ủa rồi, anh run quá không bắn được này. Nhưng mà về sau thì team tôi càng bắn lại càng hay và team tôi đã chốt được team anh Abu với tỷ số là 6-2. Alo alo, anh em bắn cẩn thận nhá, một trận nữa thôi là anh em mình lấy được cái cúp vàng rồi. Lúc đấy thì tôi cũng khá là vui mừng rồi, tôi chả biết nói gì, tôi đành động viên team tôi một câu để anh em bắn có động lực hơn. Cuối cùng thì nhờ sự cố gắng nỗ lực của tôi thì team của tôi đã giành chiến thắng với tỷ số là 7-2. Chiếc cúp vàng danh giá mà tôi ước mơ với cả nỗ lực chiến thắng được team của anh Abu cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Tôi không ngờ sau khi chiến thắng trận đấy thì anh Abu đã gửi lời mời kết bạn cho tôi. Lúc đấy tôi cảm thấy rất là vui và tôi đã quyết định là mời anh Abu vào. Mục đích ban đầu của tôi mời anh Abu vào chỉ cần là chụp với anh ấy một kiểu ảnh để khoe lên Facebook. Nhưng sau thì... Ủa lúc nãy em bắn hay vậy? Tôi không ngờ một ngày tôi được một người nổi tiếng như anh Abu khen và lúc đó tôi rất là run. Lần đầu tiên em được solo với quân đoàn lớn như quân đoàn anh thì em thắng, em vui quá. Thế à, thế chơi game với anh không? Ui, anh mời em chơi game luôn á? Ừ. Thế chơi tử chiến nha anh. Ui vui thế. Okay. Lần đầu tiên được chơi với anh luôn ấy. Lúc đấy tôi cực kỳ là sốc và hạnh phúc bởi vì không ngờ một người bắn hay và nổi tiếng như anh Abu lại có thể mời tôi chơi game. Lúc đấy tôi quyết định là vô luôn. Đây là trận đầu tiên tôi chơi với một idol nổi tiếng nên tôi rất là run và không dám mở mic. Nhưng mà đến trận thứ hai thì tôi đã quyết định là mở mic để làm quen với anh Abu. Hello anh Abu nha, hello anh. Hello em. Ơi thế anh vừa xong anh quan sát bọn em bắn à? Đúng rồi, anh quan sát thấy em bắn hay lắm luôn ấy. Ui, lần đầu tiên em được solo trận chung kết quân đoàn với quân đoàn anh luôn. Bọn em khá là bất ngờ đấy. Được đấy, bắn hay đấy. Nhưng mà anh có phải anh làm TikTok đúng không? Ừ, anh làm cả YouTube nữa. Ui, anh làm cả YouTube nữa. Ui, mọi người quay ủng hộ anh em Vũ nha. Ui rồi, ghê thế. Anh lần đầu tiên em được giao lưu với anh luôn. Thì anh lại chấp nhận kết bạn, em tưởng anh không chấp nhận nữa. Có chứ, anh thấy em bắn hay thì anh chấp nhận thôi. Thế bây giờ anh với em có thể kết nghĩa anh em được không? Kiểu như em có thể làm quen anh, chơi chung với anh được không? Ok. Ui, tuyệt vời quá. Sau khi được anh Abu đồng ý kết nghĩa anh em thì tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc nên là tôi đã quyết định là xin anh Abu đặt tôi làm bạn thân. Anh đặt bạn thân em nhá, nhớ đấy. Ok, em cũng thế nhỉ. Ok, anh nhìn em bán này, trận này em sẽ gánh top cho anh xem nha. Anh nhìn nha. Đâu rồi, ra đây, bọn này nó không thắng trận đầu tiên. Em bị lag, em không vào được game, bây giờ em đi vào chơi được này. Trận đầu tiên anh em mình kết nghĩa để anh gánh cho. Ui, anh gánh nhá, anh gánh được không? Thì hên xui. Nhưng mà ở trên mái nhà rồi. Trên mái nhà ui anh bắn hay thế, trên mái nhà bay đầu rồi. Thế sao lúc nãy anh không vào bắn, bây giờ anh bắn kinh này, lúc nãy anh vào bắn khoảng khả năng bọn em thua ấy. Lúc nãy anh muốn xem em bắn thế nào. Em cũng có gì, em mà làm TikTok thì có gì anh hỗ trợ em nhá, kéo em lên với. Ok.
Anh cảm ơn nha. Đâu anh địch đâu, còn một thằng nữa đâu anh. Trận này cố gắng bắn thắng nha. Ở đây, chắc chắn phải thắng rồi. Rồi, hay quá anh, em bắn kinh không? Em chưa được gánh anh. Quá ghê luôn. Bắn quá ghê luôn được đấy. Đấy, anh nhìn em trận này, em CA thể hiện cho anh biết cái trình độ này. Ra đạn là vào đầu luôn này. Đỉnh top đấy, được đấy, lên nào. Lên anh xem. Lên nào. Luôn, lên luôn. Ok. Anh cứ yên tâm. Em một mình em cân 4 được mà bình thường à. Đúng đấy anh, thấy em cân 4 không? Thấy, bắn ghê đấy. Quá ghê luôn. Lên đi anh. Sau khi kết nghĩa anh em được với anh Abu thì tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Và anh em chúng tôi chơi game rất là vui vẻ. Đây mấy thằng bot. Mấy thằng bot này. Cứu em đi. Ok anh đăng lại đây. Anh phải cứu để kết nghĩa anh. Cố lên anh ơi. Cố lên. Rồi hay quá. Phải cứu. Ui giời ơi, hay quá anh. Tuyệt vời. Ok. Đặt bạn thân em đi. Ok. Đây để em đặt bạn thân anh đây. Sau đó tôi và anh Abu đã quyết định là đặt bạn thân cho nhau. Và kể từ đấy tình nghĩa anh em của chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Ok, mai chơi nữa nha. Nha. Ok, bye bye em. Cuối cùng thì tôi và anh Abu đã quen nhau được 1 năm. Trải qua rất là nhiều thăng trầm và sóng gió thì chúng tôi vẫn còn kết bạn với nhau. Vẫn như mọi hôm thì hôm nay tôi lại quyết định là mời anh Abu về để chơi một trận game. Hello anh Abu nha. Ơi anh nghe. Anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Ủi đã ăn rồi á? Thế bây giờ anh nhà mình có vào làm ván game không? Ok luôn. Ok trận này yên tâm để anh gánh. Mấy hôm trước anh gánh nhiều, bây giờ để em gánh cho. Chơi thử chiến anh ơi, thử chiến đi. Như một thói quen thì tối hôm nào cũng như tối hôm nào, sau khi ăn cơm xong thì tôi lại mời anh Abu vào chơi một trận game để giải trí. Cứ gọi là giải trí đấy nhưng mà nó nạ lắm, bởi vì chúng tôi toàn chơi đến 1-2 giờ đêm thôi, có khi là thâu đến tận sáng luôn ý. Nhưng có một điều là tôi và anh Abu chơi game với nhau rất là vui vẻ và không bao giờ có chuyện là cãi nhau trong team. Ok lên đi anh, lên đi. Em gánh vào trận này cứ bình tĩnh, thích thì anh cứ ở nhà em một mình em cân hết. Dăm okay. Ba con bot này, ui bắn đau thế. Ui mấy con bot này bắn đau ấy. Ui giời, anh em mình chơi với nhau hơn 1 năm rồi mà lại không ăn lại được mấy con này á. Ui hay quá anh ơi. Ui anh KS của em rồi, đúng không nhỉ? Không, anh bắn người bên này mà. Ô thế à? Ơi, từ bình tĩnh anh ơi. Để em. Ôi, nó bắn đầu em kìa, cứu em. Ok. Cứu em đi, đừng ham. Đúng rồi, hay quá, đúng là anh của em. Để em xuống đây. Ôi trời ơi. Ôi, cay thế nhỉ. Và đấy là một trong số những cái trận mà tôi gáy khá là to nên là đã chết sắp mặt nờ. Sau một khoảng thời gian khá là lâu, tôi và anh Abu không còn chơi game với nhau nữa, bởi vì là cả hai chúng tôi đã đều có người yêu. Nhưng mà hôm nay tôi quyết định là mời lại anh Abu để chơi một trận game ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Hello anh Abu nha, lâu ngày không gặp. Ơi cái gì mà ơi, anh đã có người yêu chưa hay là vẫn còn ế? Em có một cô người yêu cực kỳ là xinh đẹp luôn mà quên mất chưa khoe với anh. Thế à, anh cũng mới kiếm được người yêu nhau. Anh cũng có người yêu rồi á? Thật không? Luôn. Thật chứ, kìa. Ôi dồi ôi, ảo thật đấy. Hai anh em mình có người yêu rồi, thôi chơi một trận đi để ăn mừng anh em. Thì sau khi biết tin cả hai đều có người yêu thì chúng tôi đã quyết định là chơi lại với nhau một trận game để ăn mừng. Thì ở cái trận đấu này chúng tôi đã giành chiến thắng và tôi đã được MVP bởi vì tôi bắn khá là hay, cứ ra đạn vào đầu. Cuối cùng thì tôi và anh Abu đã quyết định là chơi game lại với nhau thay vì chơi với người yêu như trước. Ano anh Abu, anh em bắn trái không? Ghê đấy, bắn ghê đấy. Quá ghê luôn, ok thắng luôn này anh em ơi. Anh em mình chơi thắng nhiều quá chán anh nhỉ. Đúng rồi. Thôi cứ chơi nốt trận đi. Ê có thằng bắn em, từ. Đó thì như anh em nghe rồi đấy, thì trận nào chúng tôi chơi game với nhau thì trận đấy cũng thắng. Game rất là dễ luôn. Mày chạy đâu. Mày chạy đâu phun đầu anh ơi. Thằng cuối cùng. Ủa, game này chơi gì anh? Dễ này trời. Dễ rồi, game toàn thắng. Đây nó đây nó bắn em ơi. Anh em mình chơi game với nhau toàn thắng. Ôi, chết rồi. Gáy to quá rồi. Cứu em. Ui xong rồi thằng này. Cố lên. Một pha gáy khá là to nên là tôi đã sấp mặt nở anh em ạ. Nhưng mà không sao, anh Abu trận này lại gánh tôi anh em ơi. Đó thì chúng tôi cứ chơi trận nào là thắng trận đấy. Bọn tôi khá là chán nên là bọn tôi đã quyết định nè. Ano anh ơi, chơi này chán quá. Toàn thắng thôi, bây giờ anh có trò gì hay chơi khác đi. Hay là mình vào huấn luyện tán gái. À đủ, vào huấn luyện tán gái luôn á, trốn người yêu á. Dám không? Ui sợ gì, vô luôn đi anh. Nhằm dạo này cũng kiểu như đang thiếu hơi gái nhỉ. Đấy, mày hành động cả team vào. Sau một hồi tôi và anh Abu chơi game khá là lâu thì chúng tôi cảm thấy rất là chán nên là chúng tôi đã quyết định là chơi lớn luôn, trốn người yêu để vô huấn luyện tán gái anh em ạ. Đây rồi anh ơi, anh có biết tán không hay để em. Anh nhìn em đây này. Sợ ơi, anh nhìn em chỉ là một lần duy nhất thôi này. Ui sao bắn gái này trời.
Vai, okay, okay. Tặng vai luôn này. Úi giời. Vai. Thế này người yêu không bao giờ biết được anh ạ. Anh okay, tán okay. Đi, anh tán cùng em ra đây, ra đây, ra đây. Ok, ok, anh đây Ok, em sẽ dạy anh tán gái nha. Úi okay. Chết rồi, vừa dạy xong nó thoát hơn kìa anh. Ở đây quay okay. Lại bạn đứng đằng sau, bạn đứng đằng sau. Anh nhìn này, em chỉ làm một lần duy nhất thôi nha. Ok. Anh nhìn em nha. Đấy, thấy chưa, gục ngã luôn. Trời ơi. Trời, đỉnh quá chóp. Đỉnh không, nhìn để anh xem này. Lúc đấy do trình độ tán gái của tôi khá là cao, cao hơn anh Abu rất là nhiều, nên là tôi đã kết bạn được với bạn nữ này và mời ra sảnh chờ để thả tim anh em ạ. Nhưng mà chắc là do trình độ tán gái của tôi thâm thùy quá nên là vừa tặng hoa thì bạn nữ đây đã đổ luôn rồi anh em ạ. Nên là tôi đã quyết định là dạy anh Abu một khóa tán gái miễn phí. Alo, alo anh Abu ơi. Ôi ơi anh nghe. Anh ăn cơm tối chưa? Anh ăn rồi. Thế hôm qua anh thấy em tán gái như nào, trình độ có đẳng cấp không? Hôm qua tán quá đẳng cấp luôn. Tán đã đổ luôn, thì bây giờ anh em mình tiếp tục vào tán gái thôi. Em sẽ kiếm thêm cho anh một cô người yêu nữa. Thôi, hôm nay tự nhiên anh cảm thấy dễ bị phát hiện lắm, dễ bị người yêu phát hiện lắm. Ủi, anh chắc là anh suy nghĩ nhiều quá rồi, yên tâm. Anh cứ tin ở em này kiểu như không bao giờ bị phát hiện luôn. Cái kế hoạch của thôi. Em là không bao giờ lộ, anh cứ vào đi. Không phải sợ. Anh nghi lắm. Không phải sợ, anh cứ tin tưởng em. Anh phải tin em chứ. Ok, ok, thế vào okay, đi. Ok, thế nhá, vô luôn này. Mới đầu thì anh Abu vẫn còn rất là run sợ, nhưng sau một hồi tôi động viên thì anh Abu đã chịu cùng tôi vào huấn luyện để tán gái anh em ạ. Vô thôi anh, vô thôi, vô tán gái tiếp thôi. Ok, ok. Đâu rồi, đây rồi, nhiều gái lắm anh ơi. Ui, nhiều gái xinh lắm. Ui. Ra đây, nhìn em tiếp tục thả tim gái này. Đó, anh nhớ chưa? Ui, thả nhầm rồi. Đó. Ui, sao toàn gái xinh thế? Toàn gái xinh thôi, em bảo ngay mà. Đấy, để anh thả thính nha. Anh yêu em đấy, thả thính đơn giản thế thôi. Trời ơi. Ôi trời ơi, đừng có chóc. Kinh không. Ê, anh thấy chưa? Ui giời, cái trình độ của em nó phải gọi là đi vào lòng đất rồi. Ok. Im để xem nhá. Hờ tê, kết bạn luôn gái anh ạ. Để anh thử hỏi xem có người yêu chưa, anh hỏi đi. Xem anh tán được gái không nào. Từ anh hỏi okay, nhá. Ok, để cho anh thể hiện đi anh. Ok, em xem mà hỏi này. Ok, xem ra gì không. Lúc đấy do là anh Abu chưa có kinh nghiệm tán gái nên là tôi đã quyết định là truyền cho anh Abu một ít trình độ của tôi để anh Abu có thể kiếm được một cô người yêu nữa. Ôi trời ơi. Không anh Abu ơi, đi lên đây, lên máy bay đi. Ok. Anh tán nay thì chết rồi, không tán nổi rồi, lên máy bay đi. Sau một hồi tán gái ở dưới đất thì anh Abu không tán được thì tôi đã quyết định là đưa anh Abu lên máy bay để tiếp tục là tán gái anh em ạ. Ui giời ơi, xem có đổ không? Ui, người ta không làm dép kìa. Ui giời, quá luôn, con cà kì anh kìa. Ôi giời ơi. Nhìn này. Ê, anh thấy chưa? Ê, chạy ra chỗ em ngay. Ui giời ơi, anh thấy chưa? Trời, toàn khoan từ hình như có gì đó sai. Đâu, cái gì sai? Lúc đấy thì tôi không ngờ là lời tiên tri của anh Abu trước khi vào huấn luyện đã trở thành hiện thực.